chúng ta cần nên hiểu biết Đức Phật là người như thế nào, vì sao chúng ta lại đến với Ngài, chúng ta tu tập theo Ngài để rồi chúng ta được cái gì. Mình đến với Đức Phật mình phải biết điều đó, phải không? Chứ mà chúng ta đến mà chúng ta không biết Phật là ai, Ngài làm cái gì, Ngài được cái gì cao quý hơn người khác mà Ngài được người khác tôn trọng, Ngài cao quý ở cái điểm gì mà Ngài được thế giới này tôn trọng, tôn vinh. Và những lời Ngài chỉ dạy đã trở thành một tôn chỉ để cho bao nhiêu ngàn người nương tựa vào đó để tu tập. Và sự tu tập đó đưa đến cái gì, đạt được cái gì. Thành ra là chúng ta đến với Đạo Phật với những tìm hiểu đó được gọi là đến với Đạo Phật bằng trí tuệ. Còn bằng không thì chúng ta chỉ đến với Đạo Phật bằng tín ngưỡng hoặc là bằng lòng tin thôi. Mà bằng tín ngưỡng và bằng lòng tin thì cái trí tuệ nó có chút xíu à. Thành ra các bạn có thích đến với Đạo Phật bằng trí tuệ không? Thích phải không? Vậy chúng ta cùng tìm hiểu coi Đức Phật Ngài là ai? Ngài là ai mà bao nhiêu người phải tôn trọng, tôn kính? Ngài là ai mà chúng ta phải đi theo Ngài để học hỏi, để tu tập? Tu tập theo Ngài là chúng ta được cái gì? Chúng ta mất cái gì? Chúng ta phải biết rõ điều đó. Đức Phật còn được gọi là Bậc Thánh. Ngày nay danh từ Bậc Thánh chúng ta được sử dụng khá nhiều, nhưng chính xác trong Đạo Phật khi nói về Bậc Thánh là nói về Đức Phật. Thánh ở đây chúng ta trong đời thường chúng ta nghe những cái khái niệm gì? Chữ Thánh trong cuộc sống có danh từ Thánh được trong những trường hợp nào sử dụng được về danh từ Thánh nè? Bạn nào nói ra chia sẻ cùng nhau đi. Danh từ Thánh trong cuộc sống này sử dụng trong một cái câu ngữ nào có chữ Thánh? Bạn nào nhớ? Các bạn nào nhớ không? Không nhớ hả? Chẳng hạn như chúng ta nghe một giọng ca mà cái giọng ca nó nghe nó hay, nó vi diệu mà mình nghe nó bay bổng thì chúng ta gọi giọng ca đó là giọng ca gì? Có người nói được câu đó đó, thánh thót phải không? Đúng hay không? Một giọng ca thánh thót tất nhiên là một giọng ca cao bổng bay bổng, nghe rất là mà trong tâm chúng ta nghe mà chúng ta có một cảm giác giọng ca nó có một cái gì đó rất vi diệu, rất hay, rất dễ thương, nó bay bổng, nó cao lên một cái giọng hát như vậy được gọi là thánh thót. Như vậy đại khái trong cái nhìn từ đó thì chúng ta hiểu là một cái giọng hát mà nói là thánh thót, tất nhiên là một cái giọng hát nghe nó bay bổng, nghe nó thanh cao. Thì cũng giống như vậy, cái danh từ Bậc Thánh ở đây có nghĩa là một người thanh cao. Một người thanh cao. Thành ra là Đức Phật còn được gọi là Bậc Thánh là như vậy đó. Và Đức Phật được gọi là một người thanh cao. Còn người không thanh cao là người sao? Người không thanh cao là sao? Người thấp phải không? Người thấp, người đó không có thanh cao. Mà người không thanh cao là nhiều hay là ít? Nhiều phải không? Cho nên cái đó là thường phải không? Cho nên được gọi là phàm. Và còn được gọi là phàm phu. Người phàm phu tất nhiên là người bình thường. Mà bậc thánh nhân tất nhiên là bậc thanh cao. Dựa trên cái giá trị nào mà có ý nghĩa của người phàm phu và bậc thánh nhân? Theo các bạn, dựa trên ý nghĩa gì mà có hai khái niệm, hai danh từ người phàm phu và bậc thánh nhân? Phàm phu nè, bây giờ chúng ta thấy nè, người phàm phu chúng ta hay có gì? Hay có gì? Có gì?
Đúng rồi, nói đúng đó, mọi chuyện nó lớn lên nè. Người phàm phu chúng ta là chúng ta có tham nè, có sân nè, có si nè, có dục nè, có ái nè, có ngã mạn nè, có ta đây nè, có ích kỷ nè, có hẹp hòi nè, có hơn thua nè, có ganh tị phải không, tật đố nè, đâm thọt, hai lưỡi, nói xấu nhau, rồi lừa đảo, gian trá, xảo trá, dối trá, nhiều, rất là nhiều phải không? Cái tâm như vậy đó, nó nhiều, nó đầy hết phải không? Cho nên đó được gọi là thường tình, hay còn gọi là phàm phu. Như vậy thì bậc thanh cao hay bậc thánh nhân, thanh cao có nghĩa là thánh nhân, có nghĩa là người có tâm thanh cao, còn gọi là bậc thánh. Bậc thánh là sao? Là vị này không có tham, không có sân, không có si, không có dục, không có ái, không có ngã mạn, không có cống cao, không có ta đây, không có tài lanh, không có ích kỷ, hẹp hòi, dối trá, xảo trá, lừa đảo, vân vân. Người như vậy mới gọi là người thánh cao đó. Và Đức Phật là người sao? Không có tất cả những cái pháp này, cho nên Ngài mới được gọi là bậc thanh cao, hay còn gọi là bậc thánh nhân, là như vậy đó. Ha, vậy là các bạn hôm nay hiểu được chưa? Hiểu Phật và mình khác nhau như thế nào rồi phải không? Chúng ta hiểu được phàm phu và thánh nhân khác nhau như thế nào phải không? Thì như vậy chúng ta ngưỡng mộ Đức Phật, chúng ta kính trọng Đức Phật, chúng ta bái, gọi là lễ bái Đức Phật, là vì sao? Là vì Ngài đã hơn chúng ta rất là nhiều. Trạng thái tâm của Ngài đã không còn tất cả những cái quế nhiễm đó. Ngài không còn dục, Ngài không còn có cái vụ là thèm ăn, thích ngủ, thích chơi, thích phóng dật như chúng ta. Ngài không còn những cái tâm sân hận, bực bội, cọc cằn, cắn gắt, giận hờn, buồn phiền, phiền não. Ngài không còn những cái trạng thái tâm si mê, mờ mờ, mịt mịt, vô minh, không thấy, không biết về nội tâm của mình. Ngài không có những cái bản ngã ta đây theo kiểu là cái khôn hoa, gọi là khôn ranh, tranh giành hơn thua ở đời này. Và một người như vậy xứng đáng để chúng ta tôn kính không? Đức Phật, một người có một tâm trong sạch thanh tịnh như vậy, hoàn toàn xứng đáng để chúng ta tôn kính. Một bậc có tâm như vậy có xứng đáng để chúng ta lễ bái không? Rất là tốt. Vậy là giờ tỉnh hơn chút rồi ha. Thì như vậy mình không dùng những danh từ chi cao xa hết á, cũng không dùng mà nói về Phật là gì. Tính toàn nghĩ ở đây là các bạn tu tập ở đây là chắc nghe giảng nhiều lắm rồi phải không? Giảng nhiều lắm rồi không? Nhiều khi tính toàn giảng chắc các bạn nghe cũng ngán hả? Có ngán không? Không ngán hả? Thì bây giờ mình nói những cái đơn giản thôi nè, bình dân nhất đi, đơn giản thôi. Phật là ai? Có ai hỏi chúng ta Phật là ai, chúng ta trả lời sao? Phật là bậc đã hết sạch tham sân si. Đơn giản không? Quá gần gũi phải không? Không còn cái gì là cao xa, là tưởng tượng, là một đấng to đùng ra, thân xác vàng rực hào quang cái gì hết. Đơn giản thôi. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, Phật cũng là một con người chân thật như chúng ta đang ngồi đây. Nhưng Ngài khác với những người bình thường khác ở chỗ là gì? Tâm Ngài đã hết sạch tham sân si. Ngài không còn lòng dục, lòng ái, lòng thèm, lòng khát đối với những cái tính vô thường trong cuộc sống này. Ngài hoàn toàn xả bỏ hết những cái ham thích về dục lạc, về vật chất, về tiền bạc, về sắc đẹp, về vợ con. Ngài hoàn toàn không dính mắc, không bị trôi lâu ở trong luân hồi sinh tử nữa. Và chính vì
những điều này mà Ngài được tất cả những người có hiểu biết trong cuộc sống này cung kính, đảnh lễ và quy phục với Ngài. Như vậy nói một cách đơn giản rằng Phật là một bậc đã hết sạch tham, sân, si. Gọn rồi ha. Và con đường tu tập để Đức Phật hết sạch tham, sân, si chính là con đường quán chiếu vào trong nội tâm, nhìn thấy được những pháp đang vận hành hoạt động trong nội tâm của mình, đó chính là ngũ uẩn. Và nhờ nhìn thấy ngũ uẩn mà Ngài mới tẩy sạch được hết tất cả những tham, sân, si, và Ngài trở thành một người hoàn toàn trong sạch, hết sạch tham, sân, si. Như vậy, sau khi thành tựu được tâm trong sạch, hết sạch tham, sân, si, thì Ngài đã hướng dẫn trở lại cho chúng ta trí tuệ về ngũ uẩn, để chúng ta nương vào trong đấy, chúng ta tu tập để chúng ta tẩy sạch tham, sân, si. Như vậy pháp ở đây mà chúng ta được nói đến chính là pháp gì? Chính là sự phản quan tự kỷ, xem lại mình trong từng giây phút của cuộc sống, xem lại thân của mình, những cảm giác mình đang có như thế nào, những tưởng đang hoạt động trong nội tâm của mình là gì, những suy nghĩ nào đang có mặt trong thân tâm, và sự hay biết nào đang có mặt. Nhìn vào trong thân tâm mình để từ đó chúng ta phát hiện ra những lòng dục của mình, lòng ái của mình, lòng tham của mình, lòng sân của mình, để chúng ta tẩy sạch tất cả những pháp này. Như vậy pháp ở đây chính là sự quay về với thân tâm của mình và nhìn sâu, xoáy vào trong đó để thấy được ngũ uẩn đang vận hành như thế nào, và để diệt sạch tất cả những tham sân si đang tiềm ẩn ở trong ngũ uẩn. Đó là pháp. Như vậy gom lại, nói gọn lại thôi, Phật là bậc đã hết sạch tham sân si nhờ vào trí tuệ quán chiếu ngũ uẩn. Vậy ngày nay chúng ta là những người công Phật thì mục đích của chúng ta là gì? Chúng ta cũng sẽ nương theo lời dạy của Ngài để đi đến sự thấy được tham sân si và tẩy sạch tham sân si. Các bạn có đồng ý không? Đồng ý không? Chúng ta đi đến chùa, chúng ta tu tập, thì sự tu tập của chúng ta ở đây là gì? Chính là cái thước đo của một người tu. Các bạn nghĩ thước đo của một người tu chính là cái gì? Càng ngày càng tu thì mình càng nhìn thấy rằng mình nhìn thấu được nội tâm của mình nhiều hơn. Nếu các bạn tu tập một thời gian mà các bạn thấy mình vẫn không nhìn ra được cái tâm của mình, khi nó tham như thế nào các bạn không nhìn ra được, khi một lòng dục, một lòng ái khởi lên các bạn không nhìn ra được, thì các bạn biết rằng mình cần phải xem xét lại cái cách tu hành của mình và đường lối tu hành của mình. Nếu các bạn tu tập một thời gian mà các bạn nhìn lại, các bạn vẫn thấy là mình vẫn chưa nhìn rõ được cái tâm sân của mình, và mình vẫn chưa có thể làm giảm thiểu cái lòng sân của mình, và mình vẫn chưa có thể nhiếp phục được cái lòng sân của mình, thì các bạn cần phải suy nghĩ lại, phải xem xét lại sự tu học của mình và con đường tu tập của mình. Nếu các bạn tu tập một thời gian mà những cái pháp bất thiện ở trong người của các bạn như là những cái tâm gọi là giả tạo, giả dối, nói dối, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi, ta đây của mình vẫn không nhìn rõ được nó, mình thấy mình vẫn cứ lầm lũi làm theo những cái thôi thúc dục bên trong con người của mình, thì khi mà một thời gian tu tập nhìn lại mà mình thấy mình vẫn như vậy, thì các bạn cần phải xem lại sự tu tập của mình, đường lối tu tập của mình, cách thức tu tập của mình, rằng mình đã tu tập đúng cách chưa,
đúng pháp chưa? Vì sao mình tu đến ngày hôm nay mà đụng chuyện cát là mình vẫn cứ sân si? Đụng chuyện cát mình vẫn cứ hơn thua. Một lời nói ra mình vẫn không có thể kiềm chế được con người của mình. Nghe một lời nói mình có ngay liền một cảm giác bực bội, tức giận. Tại sao hàng ngày trong khi đi đứng nằm ngồi mình không nhìn ra được mình? Mình đang có cái gì trong người mình không thấy, mình không biết. Cảm giác gì đang có mặt mình không nhìn ra được. Trạng thái tâm mình đang vận hành hoạt động cái gì mình không thấy biết được. Thì khi một thời gian tu tập mà các bạn nhìn lại mình mà các bạn không nhận diện ra được nội tâm của mình, thì các bạn cần phải xem lại cách thức tu hành của mình. Như vậy thước đo trong cái sự tu tập này chính là gì? Thời gian, công sức mình bỏ ra đến với Phật Pháp, các bạn phải lấy lại được cái gì đó chứ, phải hay không? Các bạn đầu tư vào một cái gì đó thì các bạn phải xem cái kết quả thành tựu của nó là cái gì. Cũng giống như vậy, sau một thời gian tu tập, các bạn cần phải nhìn nhận lại với quá trình đến với đạo như vậy, tu tập như vậy, ngày hôm nay tôi đã như thế nào? Con người của tôi ngày hôm nay khác với lại con người của tôi cách đây 2 năm, 3 năm khi chưa hiểu đạo là như thế nào, khác với nhau như thế nào? Tôi đã nhìn ra được những tâm tham của mình chưa? Tôi đã nhìn ra được những cảm giác dục trong người tôi chưa? Tôi đã nhìn ra được những cảm giác sân hận, bực bội, cáu gắt, khó chịu trong người tôi chưa? Tôi đã nhìn ra được những cảm giác ngã mạn ta đây hơn người. Khi làm được một cái gì đó tài giỏi, chúng ta thấy chúng ta hay, thấy chúng ta gọi là bản ngã của chúng ta nó cũng trương lên một chút đỉnh. Chúng ta đã có nhìn ra được những cái bản ngã đó chưa? Thành ra thước đo trong sự tu học này chính là càng tu chúng ta càng phải nhìn thấy được tâm mình ngày càng nhiều hơn. Càng tu chúng ta càng phải nhìn rõ ràng tham sân si nhiều hơn một chút. Chứ không phải tu hoài 5 năm sau, 10 năm sau mà tham sân si của mình thấy bồng bột như vậy. Nhiều khi mình vẫn nghe nói về tham sân si, mình vẫn nghe giảng về tham sân si, hay nhiều khi mình giảng về tham sân si cho bạn mình nghe nữa đó, phải không? Nhưng mà coi chừng nhìn lại đụng vô mình một cái thì tham sân si của mình nó cũng khởi như thường, phải không? Thành ra trong sự tu học này thước đo là gì? Người tu càng lâu thì khi chúng ta đụng vào đó, chúng ta phải thấy tham sân si của người đó càng vắng mặt, bản ngã của người đó càng vắng mặt, sự ích kỷ cái ta cái tôi của người đó càng vắng mặt. Đó là gì? Đó chính là thành quả của sự tu tập. Đó chính là thước đo thật sự để biết rằng là mình đã thành tựu được hay là chưa được trong sự tu tập này. Vậy là các bạn đã đồng ý với lời tính toán cái vấn đề này chưa? Rồi, thôi tính toán chia sẻ bao nhiêu đó thôi, được không? Phần còn lại cho các bạn đặt câu hỏi nha. Nghe thầy Tâm Nam nói là các bạn có nhiều câu hỏi lắm, hôm nay lên là các bạn sẽ hỏi, cho nên là thôi chúng tôi sẽ dành thời gian để cho các bạn hỏi. Con đọc được đó là có phương pháp tâm và minh là tâm, có thể giải thích cho con là để sao tâm phương pháp tu tập để đi đến cái sự hết sạch tham sân si, hay là hết sạch dục, hết sạch ái, hết sạch si mê, hết sạch vô minh, chính là phương pháp tâm đúng. Vậy phương pháp tâm đúng chính là cái gì? Bạn đặt câu hỏi rất là hay, rất là trọng tâm trong sự tu học này. Phương pháp tu tập của chúng ta được gọi là phương pháp tâm đúng. Bạn nào đã nhớ thuộc về tám đúng, đọc qua rồi là thuộc về tám đúng, giơ tay lên cho tính toàn biết, coi cho tính toàn mừng. Ồ, tốt quá một bạn. Rồi bạn nào nữa không? Tám đúng. À đúng rồi, Hà nè, Hà nói đi. Thứ nhất là làm thực hiện, nghĩa là như thế này, như nhân đúng là B. Thứ hai đó là tư duy, đã suy nghĩ đúng, tư duy đúng.
Thứ ba là chánh ngữ, là lời nói đúng, thư ái. Thứ tư đó là chánh ngữ, chánh ngữ, chánh niệm, đó là hành động đúng đắn. Thứ năm đó là chánh ngữ, đó là sinh sống đúng đắn. Thứ sáu đó là chánh niệm, có nghĩa là chánh tinh tấn, có niệm đúng đắn. Chánh tinh tấn. Thứ bảy đó là chánh tinh tấn, có nghĩa là mình tinh tấn, mình biết là mình không phải tinh tấn cái gì và tinh tấn đúng cách. Thứ tám đó là chánh định, có nghĩa là mình tập trung hoàn toàn vì ra cách chánh tấn. Và thứ tám hôm nay nó sẽ giúp mình có chánh trí và thứ giải thoát. Rất là tốt. Thì phương pháp tám đúng để giúp cho chúng ta tẩy sạch vô minh và tẩy sạch tham sân si đó chính là gì? Đó chính là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Các bạn nhớ nha, đây là phương pháp tám cái đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà chúng ta sẽ đẩy phá trạng thái tâm mê và đưa đến sự tẩy sạch hết tất cả những tham, sân, si trong nội tâm của mình. Các bạn nhớ chưa? Nhớ phương pháp tám đúng chưa? Và tám đúng này chính là cái gì? Đúng là nó đúng với lại cái gì? Nó đúng với lại trên cái con đường đưa đến cái sự là thấy được nội tâm của mình và tẩy sạch hết tất cả những cái cấu quế trong nội tâm của mình. Thứ nhất, đi vào trong cái sự tu tập này, các bạn cần phải có cái sự là thấy biết đúng. Và thấy biết đúng ở đây là gì? Là các bạn cần phải nhìn thấy được cái nội tâm của mình. Từ cái nhìn thấy được nội tâm này của mình, bắt đầu các bạn mới từ từ đi đến bảy cái đúng kia được. Mà nếu mà các bạn không có nhìn thấy được đúng về nội tâm của mình thì các bạn không thể nào đi đến bảy cái đúng sau được hết. À, các bạn hiểu chỗ này không? Đầu tiên hết trong sự tu tập này là chúng ta phải thấy đúng. Và sau khi thấy đúng, tất nhiên là nhìn thấy được nội tâm của mình rồi, thì các bạn mới có thể điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của mình. Đó được gọi là nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng được. Rồi các bạn mới có được một cái sự siêng năng đúng, có một cái sự quan sát đúng và có một cái sự định tâm đúng. Đó được gọi là gì? Siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đó được gọi là phương pháp tám đúng đưa đến sự tẩy sạch vô minh, đâm thủng vô minh và tẩy sạch tham sân si. Các bạn hiểu không? Thấy đúng đây là gì? Là các bạn phải nhìn ra được nội tâm của các bạn. Mà nhìn ra được nội tâm có nghĩa là các bạn phải nhìn thấy được những cái gì đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm của mình. Các bạn cần phải nhìn thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành và thức đang vận hành trong tâm các bạn như thế nào. Khi các bạn có thể nhìn rõ được nội tâm của mình như vậy rồi thì bắt đầu các bạn mới có gì? Mới có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình, được gọi là chánh tư duy. Các bạn mới có thể điều chỉnh lời nói của mình, được gọi là chánh ngữ. Các bạn mới có thể điều chỉnh hành động của mình trở về trong một cái hành động chân chánh, được gọi là chánh gì? Chánh nghiệp. Rồi các bạn mới có thể điều chỉnh cái sự nuôi mạng mình một cách chân chánh, đó được gọi là chánh mạng. Các bạn mới có thể điều chỉnh sự siêng năng của mình một cách đúng đắn, đó được gọi là chánh tinh tấn. Các bạn sẽ điều chỉnh sự quan sát của mình vào trong cái sự chân chánh của một cái người tu tẩy sạch tham sân si, đó được gọi là chánh niệm. Và các bạn mới có thể đạt được một cái sự định tâm chân chánh, đó được gọi là chánh định. Như vậy các bạn thấy rằng là mấu chốt của cái sự tu tập này, cánh cửa mở ra của sự tu tập này, đó là khi mà các bạn có được cái sự thấy đúng. Tất nhiên là khi các bạn có một cái chánh tri kiến chân chánh về nội tâm của mình thì bắt đầu các bạn mới có thể tu tập được. Nếu các bạn chưa có mở được cái cánh cửa nội tâm của mình thì các bạn tu cái gì cũng vậy, các bạn chỉ tu hời hời, chơi chơi phía bên trên, phía bên trên, phía bên ngoài, phía bên gọi là sơ, phía bên ngoài của nội tâm thôi.
Cho đến khi nào các bạn mở được cánh cửa của nội tâm, tất nhiên là cho đến khi nào các bạn nhìn thấy được ngũ uẩn năng vận hành hoạt động trong các bạn như thế nào, tất nhiên là khi đó các bạn thành tựu chánh kiến, thì khi đó các bạn thực sự bước vào trong cái sự tu tập tẩy sạch tham sân si. Đó được gọi là phương pháp tám đúng là như vậy đó. Nếu mà đi vào trong phương pháp tám đúng này thì thật sự ra nó dài lắm các bạn. Tại vì đây là cả một pháp hành trong suốt một đời tu. Cho nên câu hỏi của bạn mà nếu mà tính toàn mà trả lời đầy đủ thì nguyên cái buổi giảng này luôn cũng không đủ rồi đó. Thì thôi trả lời đại khái vậy là các bạn hiểu rồi phải không? À, rồi mời các bạn đặt câu hỏi tiếp theo. Con cho biết một cái kênh thông tin nào để chúng con tham khảo cái điều đó. Tại vì chúng con ý thức được điều đó là điều rất là quan trọng trong đời chúng con. Thì chúng con phải tham khảo cái 8 ngày đó, 8 đúng đó, áp dụng cuộc sống như thế nào. Thì con cho biết cái tham khảo đó. Nếu mà chúng con không dựa vào nội tâm của chúng con, thì chúng con dựa vào vào kinh điển của Đức Phật để chúng con câu hỏi thứ nhất của bạn là làm sao để tìm hiểu sâu hơn về bát chánh đạo đúng hay không? Và câu hỏi thứ hai của bạn là có phải nương theo những cái lời kinh của Đức Phật dạy để mà mình hoàn thiện con người của mình phải không? Rất là tốt câu hỏi này của bạn. Nên là câu hỏi của một người có tâm muốn tu tập ở trong cái chánh pháp này rất là tốt. Hiện tại thì tính toàn chưa có những cái bài giảng mà chuyên sâu vào trong bát chánh đạo. Nhưng mà nếu các bạn xem trên YouTube đánh vào cái chữ chân tính toàn thì khi các bạn nghe một số bài giảng của tính toàn thì các bạn cũng sẽ được nghe gọi là đôi né bài bát chánh đạo. Chẳng hạn như là bài cốt lõi đạo Phật, bạn đã nghe qua chưa? Bạn nghe bài đó chưa? Các bạn có thể lên YouTube đánh vào chữ chân tính toàn và các bạn có thể tìm nghe bài cốt lõi đạo Phật. Hoặc là các bạn cũng có thể nghe lại bài mà chúng toàn chia sẻ ở chùa của chúng ta hồi năm ngoái, đó là bài tâm lậu hoặc, hoặc là tiến trình tu chứng của Bồ Tát Tất Đạt Đa mà là phần 2. Thì trong phần đó chúng toàn có chia sẻ sâu sắc về trạng thái tâm lậu hoặc là cái gì, và cũng có nói về bát chánh đạo trong đó. Thì tinh thần của bát chánh đạo được chúng toàn chia sẻ trong một số những cái chủ đề đã có trên YouTube. Nếu các bạn muốn nghe bài đó thì chúng ta hãy nghe trước hai cái bài đó là bài cốt lõi của đạo Phật và tâm lậu hoặc. Rất là đúng. Nếu mà các bạn đến với đạo Phật mà các bạn không nắm vững cái gọi là cái cánh cửa để mở vào trong cái trí tuệ nội tâm của mình thì các bạn vẫn chỉ là những người khách gọi là dạo cảnh xem hoa thôi, chứ các bạn chưa có thực sự bước vào trong đạo Phật. Khi nào mà các bạn đã mở được cánh cửa nội tâm của mình thì khi đó thật sự là các bạn mới bắt đầu bước vào trong đạo Phật. Còn nếu mà các bạn chưa mở được cánh cửa nội tâm của mình thì chúng ta vẫn còn là những người đến chùa, ngồi chơi thông thả trong chùa, nhưng mà chỉ là những người đến chùa để ngồi ngắm cảnh, xem cảnh thanh tịnh của chùa, thưởng thức xung quanh đó, đâu đó tiếng tụng kinh, thưởng thức một chút xíu cảm giác thanh tịnh rộng lớn của chùa, vậy thôi. Tất nhiên là chúng ta vẫn chỉ là người gọi là dạo cảnh xem hoa. Các bạn chúng ta đến chùa hôm nay chúng ta thấy ngoài trước chùa có nhiều người ngồi phải không? Thì đó là đến chùa ngồi chơi rồi
ngắm người này người kia, thưởng thức không khí của chùa, chút định như vậy rồi thôi. Cho đến khi nào chúng ta chưa có mở được cánh cửa trong nội tâm của mình thì chúng ta vẫn chỉ là những người khách lạ trong nội tâm của mình thôi. Chúng ta chưa thật sự tiếp cận được với nội tâm của mình, chúng ta vẫn chỉ mới đi lòng vòng xung quanh nội tâm của mình thôi, chứ chúng ta chưa có viếng thăm được cái ngôi chùa nội tâm của chính mình. Cho đến khi nào các bạn mở được cánh cửa của chánh tri kiến, các bạn bước vào bên trong nội tâm của mình và thấy được ngôi chùa trong nội tâm của mình, các bạn nhìn thấy được đâu đó trong ngôi chùa nội tâm của mình có những cái này cái nọ kia, khi đó các bạn mới thực sự là đã thể nhập vào trong ngôi chùa nội tâm của mình. Các bạn đã thể nhập vào trong sự thấy biết nội tâm của mình. Các bạn thật sự đi vào trong sự tu tập, đi vào trong Phật pháp. Thành ra rằng là trí tuệ về tự thân mình là một điều rất quan trọng. Khi các bạn thành tựu trí về ngũ uẩn, tức là các bạn đã nhìn thấy được nội tâm của mình, và tức là các bạn đã là những người có chánh tri kiến. Và cũng có nghĩa rằng là các bạn đã bước vào được ngôi chùa trong nội tâm của mình rồi, chứ các bạn không đi những ngôi chùa bên ngoài nữa. Và khi các bạn đã nhìn ra được nội tâm của mình rồi thì bắt đầu các bạn mới nhìn thấy được những cái tham, những cái sân, những cái si trong nội tâm của mình. Và từ đó bắt đầu các bạn mới có thể điều chỉnh tâm mình, tẩy sạch những cái tham sân si đó. Nếu các bạn tu tập mà các bạn không có nhìn ra được tham sân si thì làm sao các bạn tẩy sạch tham sân si đây? Đúng không? Nếu chúng ta nói là mục đích mình đến với đạo, tu tập trong đạo Phật là để tẩy sạch tham sân si, mà bây giờ tham như thế nào mình không thấy không biết, sân như thế nào không thấy không biết, trạng thái tâm si là gì mình không thấy không biết, vô minh là cái gì mình không thấy không biết, trạng thái tâm có dục lậu là cái gì không thấy không biết, trạng thái tâm ngã mạn ta đây là cái gì không thấy không biết. Không thấy không biết hết rồi làm sao chúng ta tẩy sạch nó, làm sao chúng ta đuổi hết tất cả những cái bất thiện pháp này ra khỏi tâm của chúng ta được, phải không? Cho nên bước đầu trong sự tu tập chúng ta phải thấy được cái tâm của mình, phải thấy được cái dục trong mình là cái gì, cái ái trong mình là cái gì, cái bản ngã, cái ta hay của mình là cái gì, cái sân hận của mình là cái gì. Phải nhìn thấy được, phải thấy được rồi từ từ mới làm cái công tác là vệ sinh, tẩy sạch tất cả những cái pháp đó. Cho nên cái ban đầu phải thấy được nội tâm của mình ở đây chính là cái gì? Là thấy đúng là như vậy đó. Các bạn hiểu không? Tại sao cái thấy đúng nó đi đầu trong phương pháp tâm đúng là vì sao? Là phải thấy được mình rồi mới có thể điều chỉnh con người của mình. Cho nên cái thấy đúng nó nằm đầu ở trong phương pháp tâm đúng là như vậy đó. Cái chánh tri kiến nó nằm đầu tiên ở trong cái bát chánh đạo là như vậy đó. Các bạn hiểu hay không? À, nãy giờ Tính Toàn nói như vậy là đang nói về bát chánh đạo đó. Nhưng mà Tính Toàn dùng những danh từ dễ hiểu cho các bạn trẻ dễ thâm nhập vấn đề. Như vậy trong cái sự tu tập đầu tiên này, khoan nói về cái vấn đề là các bạn là giảm thiểu được tham sân si. Mà đầu tiên hết là nói về cái vấn đề các bạn phải nhìn thấy được tham sân si. Phải nhìn thấy được tham sân si rồi sau đó các bạn mới tẩy sạch tham sân si. Chứ không phải là vừa vô một cái là kêu các bạn hết liền tham sân si hay là giảm thiểu tham sân si, không có. Pháp tu tập của chúng ta là tuần tự và thứ tự. Để tẩy sạch tham sân si thì chúng ta cần phải nhìn thấy tham sân si. Và sự nhìn thấy tham sân si đó được gọi là chánh tri kiến, hay còn gọi là thấy đúng, hay còn gọi là thấy biết đúng là như vậy đó. Sau khi nhìn thấy được tham sân si thì bắt đầu chúng ta điều chỉnh suy nghĩ của mình, đưa đến cái sự tẩy sạch tham sân si đó được gọi là chánh tư duy. Và tiếp tục chúng ta điều chỉnh lời nói của mình, đừng có nói bậy, nói đâm thọc, nói hai lưỡi, nói linh tinh, không có nói những cái điều như vậy đó. Từ bỏ những cái lời nói không có giá trị đó và đưa đến hại mình và hại người như vậy, đó được gọi là chánh ngữ.
Sau đó chúng ta điều chỉnh hành nghiệp của mình, đừng có làm bậy, đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm. Điều chỉnh cái thân hành của mình vào trong cái sự chân chánh, nó được gọi là chánh nghiệp, là như vậy đó. Sau đó các bạn hướng cái việc là kiếm làm những cái công việc để nuôi mạng sống của mình một cách chân chánh, để không tạo những ác nghiệp đưa đến sự đau khổ cho mình hiện tại, tương lai, đó được gọi là chánh mạng. Và tiếp tục nữa, các bạn thực hành một cái sự siêng năng chân chánh của một người thấy đạo, hiểu đạo, thấy tâm của mình. Sự siêng năng chân chánh đó chính là gì? Hình như Tính Toàn đã chia sẻ với các bạn rồi. Có bốn sự siêng năng chân chánh của một người tu đạo. Trong sự tu học này không phải là chúng ta siêng năng nói là chúng ta tôi siêng năng ngồi thiền hay là tôi siêng năng niệm Phật. Cái đó không được gọi là siêng chân chánh trong đạo Phật. Siêng chân chánh trong đạo Phật là gì? Siêng thứ nhất, có bốn sự siêng chân chánh. Siêng thứ nhất là các bạn phải biết hộ trì sáu căn của mình. Trong khi tiếp xúc với người, tiếp xúc với nhau, nam nữ tiếp xúc với nhau, bạn bè tiếp xúc với nhau, chúng ta luôn nhớ quay về an trú, định tâm trên thân, kiểm tra thân tâm mình, luôn lấy thân tâm mình làm chỗ nương tựa để không bị ngoại cảnh chi phối. Đó được gọi là hộ trì sáu căn. Các bạn hiểu hay không? Khi các bạn đang nói chuyện với ai, các bạn vẫn nhớ về tự thân của mình, vẫn cảm giác được thân tâm của mình, thì khi đó được gọi là các bạn đang định tâm trên thân, và được gọi là các bạn đang hộ trì sáu căn. Nếu các bạn đang tiếp xúc với ai mà các bạn không nhớ được sáu căn của mình, các bạn không nhớ được thân tâm mình, tất nhiên là các bạn đã quên mình rồi. Và khi quên mình có nghĩa là sao? Là các bạn đang bị đối phương chi phối, thu hút tâm của mình vào trong đó. Như vậy cái sự siêng năng thứ nhất của chúng ta chính là gì? Phải siêng năng hộ trì các căn của mình. Siêng năng đúng thứ hai là siêng năng cái gì? Đó là luôn luôn nhìn vào trong nội tâm của nhìn mình, nhìn thẳng vào trong nó, để mà nhìn ra tất cả những tư tưởng, những suy nghĩ nào mà vẫn còn bị dính vào trong lòng dục, lòng sân, si mê, muốn hại người, muốn nói xấu người, muốn đâm thọc người, nghĩ bậy cho người. Thì những cái dòng suy nghĩ như vậy vừa khởi lên một cái thì chúng ta phải tinh tế nắm chọt được những dòng suy nghĩ đó và tẩy sạch nó. Đó được gọi là siêng năng đoạn tận. Các bạn nhớ không? Siêng năng thứ nhất là siêng năng gì? Siêng năng gì? Hộ trì sáu căn. Siêng năng thứ hai là siêng năng đoạn tận tất cả những suy nghĩ dính mắc, sân hận, hơn thua, tham lam, dục ái trong nội tâm của mình. Đó được gọi là siêng năng đoạn tận. Siêng năng chân chánh thứ ba là siêng năng cái gì? Siêng năng tu tập chánh niệm, tỉnh giác, định tâm trên tứ niệm xứ. Và siêng năng thứ tư là siêng năng gì? Hộ trì tất cả những thiện pháp mà mình đã thành tựu được. À, các bạn nhớ ha, đó được gọi là siêng đúng việc là như vậy đó. Và tiếp nữa là sao? Là quán đúng chỗ, hay còn gọi là chánh niệm. Các bạn đưa tâm về quán sát thân thọ tâm pháp của mình, để xem xét những cái gì đang có mặt và đang vận hành trong thân tâm của mình, để phát hiện ra tất cả những cái pháp uế nhiễm đang có trong thân tâm của mình. Đó được gọi là quán đúng chỗ. Và cái cuối cùng được gọi là định đúng cách, hay còn gọi là định đúng. Đó là gì? Là an trú tâm và định tâm theo tứ thiền mà Đức Phật đã hướng dẫn. Như vậy, phương pháp tăng đúng này là đầu tiên hết là gì? Là thấy đúng, là một cánh cửa để chúng ta bước vào trong căn nhà nội tâm của mình. Và chúng ta được sống trong căn nhà nội tâm của mình, chứ chúng ta không làm những người khách lãng vãng trước căn nhà nội tâm của mình. Cho đến khi nào các bạn chưa nhìn ra được nội tâm của mình thì chúng ta vẫn mới chỉ là những người đứng lãng vãng trước căn nhà nội tâm của mình thôi, chứ chúng ta chưa bước được vào trong căn nhà nội tâm của mình. Và cho đến khi nào các bạn đã nhìn sâu
xoáy nhìn sâu vào nội tâm của mình và thấy nó đang vận hành hoạt động như thế nào, thì khi đó mới thực sự là các bạn đã bước vào căn nhà nội tâm của mình và bắt đầu các bạn đang học cách làm chủ căn nhà nội tâm của mình. Hiện tại nếu các bạn chưa nhìn ra được căn nhà nội tâm của mình thì các bạn chưa thể là một người chủ trong căn nhà nội tâm của mình. Mà trong căn nhà nội tâm này, cái gì phun ra, cái gì phọt ra, cái gì ló ra, cái gì ngấm ngầm dẫn dắt các bạn thì các bạn si mê làm theo đó. Các bạn chỉ là nô lệ của một cái trạng thái tâm si mê chấp trước này thôi. Cho đến khi nào các bạn chưa nhìn thấy được nó thì chúng ta chỉ là những người nô lệ cho căn nhà nội tâm của mình. Và cho đến khi nào các bạn nhìn ra được nội tâm của mình và các bạn bắt đầu từ từ học cách làm chủ nó, thì khi đó các bạn mới thực sự trở thành những người chủ đích thực trong căn nhà nội tâm của mình. Và chánh tri kiến là gì? Là trí tuệ về ngũ uẩn mà Phật đã hướng dẫn. Và với trí tuệ này sẽ giúp cho các bạn từ từ thấy được nội tâm của mình và bước vào trong căn nhà nội tâm của mình để từ từ. Các bạn nhớ là tính toàn dùng cái danh từ là từ từ. Cái từ từ thứ nhất là từ từ học hiểu về nội tâm để bước vào trong căn nhà nội tâm, là cái từ từ thứ nhất, phải từ từ. Và cái từ từ thứ hai là sau khi bạn đã bước được vào trong căn nhà nội tâm của mình rồi thì các bạn phải học cách từ từ bước lên làm chủ căn nhà nội tâm của mình. Đó là cái từ từ thứ hai. À, như vậy đó là những bát chánh đạo, là một phương pháp tám đúng mà sẽ giúp cho các bạn trở thành những người có thể bước vào trong căn nhà nội tâm của mình và bước lên địa vị ông chủ trong căn nhà nội tâm của mình, chứ không là một người khách vãng lai đi xung quanh căn nhà nội tâm của mình nữa. Vậy là các bạn hiểu về bát chánh đạo chưa? Cái đó là cái vấn đề giải thích sâu cho các bạn trong cái bát chánh đạo. Thì nãy giờ giải thích sơ sơ vậy là bát chánh đạo này các bạn cũng nắm được đôi phần rồi phải không? Và nếu mà muốn nghe nhiều hơn thì chúng ta nghe hai bài hồi nãy Tính Toàn nói với các bạn, đó là bài Cốt Lõi của Đạo Phật và Tâm Lậu Học. Và trong những bài pháp mà Tính Toàn đã đưa lên YouTube có rất là nhiều bài, trong đó có những bài hướng dẫn về pháp hành, các bạn có thể nghe kỹ để có thể tìm được cho mình một chân đứng trong kinh Nikaya này. Và câu hỏi thứ hai của bạn rằng là có phải mình nương theo lời Phật dạy để mình hoàn thiện con người của mình hay không, đúng hay không? Câu hỏi này của bạn rất là hay và rất là đúng, rất là hay và rất là đúng. Đức Phật là một bậc đã có một nhân cách hoàn thiện và hoàn hảo. Phật là ai? Vì sao chúng ta tôn kính Ngài? Là vì chúng ta là những người có nhân cách chưa hoàn thiện, chưa hoàn hảo. Chúng ta chưa có nhìn ra được mình, chúng ta chưa có làm chủ được mình. Chúng ta còn là người nô lệ cho những pháp bất thiện trong nội tâm của mình. Còn Đức Phật là gì? Ngài là một vị đã có một nhân cách hoàn thiện và hoàn hảo và xuất sắc. Ngài không còn bất cứ một uế nhiễm nào, Ngài không còn bất cứ một ác pháp nào, Ngài không còn bất cứ một tà niệm nào. Và Ngài được gọi là một bậc đã trong sạch, hay còn gọi là bậc thanh cao. Và chúng ta nương theo lời dạy của Ngài, chúng ta đi vào trong sự tu tập theo sự hướng dẫn của Ngài để làm chi? Cũng vậy thôi, để chúng ta sẽ từ từ hoàn thiện con người của mình, từ từ nhìn thấy được những rác rưới, những rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình và từ từ tẩy sạch hết tất cả những điều đó. Thì khi tẩy sạch hết thì khi đó chúng ta được gọi là gì? Những người có những nhân cách hoàn thiện, hoàn hảo, trong sạch, hết sạch tham sân si. Vậy bạn rõ rồi hen? Rồi, chúng ta còn câu hỏi gì nữa không? Kính chào cô Toàn ạ. Xin nhờ cô chia sẻ
cho con. Những lúc mà con hành thiền á, ngồi thiền á, cũng như mình hơi thở thì nó thở tự nhiên thì không sao. Nhưng khi mà mình muốn theo cái dõi cái hơi thở để mình biết thở tới đâu, khi học Phật thì thiền hải dọn diện giữa cũng con thấy thật sự rất là khó. Khi mà ví dụ con vẫn nhận diện được mà nhận diện được cái lúc đó thì mình vẫn cứ tập mình nhận diện được như lúc đó, mà con không biết làm sao mà nó cứ chìm đi cái gì rào suốt vậy. Con vẫn cố gắng con nhận diện và con khắc phục để mà con trên bước đường tu của con á, thì để cho mọi ngày con sẽ nhìn làm chủ được bản thân của con. Mà xin nhờ cô chia sẻ làm sao mà mình có thể mình nhận diện ngay cái lời nói cái gì rào trong tâm để ngay nó đúng lúc được để con biết được cái sự tu học của con. Như là học rồi cô chia sẻ. Nhờ cảm ơn chị đứng đó đi, tính tôi hỏi chị chút. Vậy là chị có thực hành nhận diện ngũ uẩn rồi chút phải không? Rất là tốt. Thì chị có nhận diện ra được cảm thọ không? Dạ có. Hiện tại chị đang có thọ gì? Con đang thọ vừa lúc con thọ thọ lạc. Hiện tại nè. Dạ. Chị đang có thọ lạc phải không? Dạ. Rồi tưởng hiện tại chị đang có tưởng gì? Dạ. Tưởng hả? Thì con chưa có nhìn được ạ. Chưa có nhìn ra được cái tưởng. Rồi hành. Hành thì con hành theo những cái lời Phật dạy. Chị đang có ý hành gì? Dạ con sẽ hành trên bước đường tu của con đó, để cho mỗi ngày hành theo đúng như lời Phật dạy. Rồi thức là cái gì? Thức thì ý thức. Mỗi ngày thức thì con sẽ cố gắng con nhận đúng những cái lời Phật dạy mặt kia này. Những cái ngũ uẩn nó hoạt động từ đầu con cố gắng con sẽ nhận diện được. Ừ. Thì những câu hỏi trắc nghiệm vừa rồi thì thấy là thọ thì chị nhận ra được, nhưng mà tưởng hành thức thì chị vẫn chưa nhận ra được. Yeah. Tưởng hành thức chị vẫn chưa nhận ra được. Tưởng thì hơi khó. Đúng rồi, tưởng. Các bạn nhớ rằng khi nói về ngũ uẩn, chị cứ đứng ra đi, tính tòa sẽ chia sẻ thêm với chị. Khi nói về ngũ uẩn là năm pháp: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thuộc về cái thân tứ đại này của chúng ta. Thọ, tưởng, hành, thức, đây là bốn pháp liên tục hoạt động trong nội tâm của các bạn. Và nếu các bạn không nhìn ra nó thì các bạn được gọi là người khách vãng lai trong căn nhà nội tâm của mình là như vậy đó. Khi nào các bạn nhìn ra được bốn pháp này thì mới đó thực sự là các bạn mới đi được vào trong căn nhà nội tâm của mình. Thì cho nên là sự thấy biết về thọ, tưởng, hành, thức trong nội tâm của mình là hết sức quan trọng. Và đời sống của chúng ta hoàn toàn bị thuần phục, bị nhiếp phục, bị chi phối bởi bốn cái này mà thôi. Tất cả những tham lam, sân hận, si mê, bản ngã, ích kỷ ta đây, những cái tâm ác trong chúng ta nó hoạt động dưới sự thúc dục chi phối của bốn pháp này. Và nếu chúng ta không nhìn ra được bốn cái này thì mãi mãi chúng ta sẽ triền miên ở trong luân hồi sanh tử. Thành ra sự thấy biết về bốn pháp này là rất quan trọng, là như vậy đó. Thì như vậy họ là gì? Là những cảm giác mà chúng ta đang có trong thân tâm của mình như thế nào. Còn tưởng là gì? Tưởng là những cái hình bóng ẩn hiện trong nội tâm của chúng ta. Chị nhớ ha, bây giờ chị đang đứng, chị đang nhìn Tính Toàn phải không? Chị đang không nhận ra được cái tưởng, nhưng mà Tính Toàn sẽ chỉ một vài cái tưởng thô để cho chị nhận ra, đúng hay không? Mặc dù là chị đang không có Tính Toàn, chỉ cần nói lên một lời nói thôi thì lập tức một cái tưởng trong chị sẽ hiện khởi, và chị sẽ tập nhận ra tưởng và hành là khác nhau. Các bạn vẫn đang nhìn lên Tính Toàn phải không? Vậy bây giờ cái lưng của các bạn đang có cảm giác sao? Mỏi phải không? Mệt đúng không? Đúng hay không? Và khi Tính Toàn hỏi về cái lưng thì có phải bây giờ hình ảnh cái lưng của các bạn chập chờn trong tâm các bạn không? Đúng không? Hình ảnh cái lưng của các bạn đó chập chờn trong tâm các bạn phải không? Đó là gì?
đó là tưởng. À, chị nhận ra rồi ha, đúng hay không? Và có phải cảm giác cái lưng của các bạn đang hiện khởi trong tâm của các bạn không? Đó là họ, đúng hay không? Rồi bây giờ các bạn thầm nghĩ nè, ồ cái lưng nãy giờ ngồi lâu quá mỏi. Thử nghĩ đi, cái lưng nãy giờ ngồi lâu mỏi quá, nghĩ chưa? Cái suy nghĩ đó là gì? Là hành. Cái hình ảnh của cái lưng là tưởng, cái suy nghĩ về cái lưng đó, nó là hành. À, và bây giờ bạn tiếp tục nè, cái lưng mỏi quá bạn vừa nói, nhưng mà đồng thời trong đó bạn nhận thấy đang có một sự rõ biết cái lời nói này, đúng hay không? Sự rõ biết đó chính là thức. Các bạn đang rõ biết cái cảm giác của cái lưng và hình ảnh của cái lưng, phải không? Đúng hay không? Thì cái sự rõ biết đó là gì? Là ý thức. À, các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa? Như vậy mới là nhận diện ngũ quẩn đó. Còn hồi nãy mà như chị nói đó, là chị vẫn đưa ngũ quẩn vào trong một cái bóng đen thôi, một mớ bọc bông thôi, một đống bùn nhùi thôi. Chị chưa có tách ra được từng cái pháp một. Mà cho đến khi nào chị chưa tách ra được từng pháp một trong ngũ quẩn thì mình vẫn còn được gọi là, vẫn là một vị vô minh và vô trí đối với ngũ quẩn. Mà khi mình vô minh vô trí đối với ngũ quẩn thì sao? Tâm của chúng ta si mê dính mắc ám ảnh trong đó, thì khi thân hoại mạng chung nó sẽ tiếp tục dẫn chúng ta đi trong sanh tử, là như vậy đó. Chị hiểu rồi ha? À, thì như vậy chúng ta tập thực hành cái này khó lắm. Chị nói rất là đúng. Phải thưa thật với các bạn là rất khó để nhận diện ngũ quẩn. Mà vì sao? Khi các bạn nhận diện ra được ngũ quẩn có nghĩa là các bạn đã bước được vào trong căn nhà nội tâm của mình rồi. Và khi các bạn đã bước được vào trong căn nhà nội tâm của mình rồi, nhưng mà các bạn chưa có đẩy hết rác trong đó ra nha. Mà dù các bạn chỉ mới bước vào trong căn nhà nội tâm của mình thôi thì đã được gọi là các bạn đã đi vào trong dòng thánh rồi. Các bạn không còn là những người phàm phu nữa, mà các bạn đã trở thành những thánh đệ tử của Đức Phật. Các bạn không phải là một người phàm phu nữa, mà các bạn đã được gọi là người đã nhập vào dòng thánh, đã bước vào dòng thánh, đã đứng gõ vào cánh cửa bất tử. Đó là lời trong câu kinh. Khi một người đã có thể bước vào trong căn nhà nội tâm của mình rồi, nhìn thấy được nội tâm của mình rồi, thì các bạn được gọi là vị đã đứng gõ vào cánh cửa bất tử, được gọi là vị đã nhập vào dòng thánh, và được gọi rằng là vị đã chứng quả dự lưu, chứng thánh quả dự lưu. Và vị này tối đa chỉ sanh tử 7 lần qua lại giữa chư thiên và loài người, chứ vị này sẽ không sanh vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và trong 7 lần sanh tử tối đa này, vị này sẽ tiếp tục tu tập. Và mỗi một lần sanh ra như vậy, vị này sẽ tẩy sạch một chút rác trong nội tâm của mình. Và đến cái đời sống cuối cùng, rác hết sạch thì vị này chấm dứt sanh tử, là như vậy đó. Chị hiểu rồi ha? Mời chị. Thật sự là khó thâm nhập vô cùng, chứ không phải là dễ. Nhưng một khi các bạn thâm nhập được trí tuệ về ngũ quẩn thì các bạn được gọi là người đã bước vào trong dòng thánh, được gọi là một người đã bước vào trong căn nhà nội tâm của mình và đang từ từ làm chủ căn nhà nội tâm của mình, đang từ từ làm vệ sinh, quét nhà và hốt sạch tất cả những rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình. Thành ra người đó được gọi là người đã nhập vào dòng thánh, người đã chứng thánh quả đầu tiên, đó chính là dự lưu thánh quả. Câu hỏi của chị hồi nãy là chị hỏi câu đầu hết là bình thường. Điều này các bạn nghe kỹ nha, tại vì các bạn phần nhiều, một số vị cũng bị vấn đề này. Tuy nhiên là bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ nói về trong cái sự là về với hơi thở, tập nhận biết hơi thở thì bắt đầu mình thấy hơi thở nó mệt, phải không? Đúng hay không?
Nếu bạn nào có tu tập thì các bạn cũng sẽ thấy điều này nó cũng có thể diễn ra đối với một số vị trong chúng ta chứ không phải riêng một mình chị. Thì như vậy chúng ta sẽ làm sao? Cho nên là trong chị đã có cái bài tập 16 hơi thở rồi đúng hay không? Thì trong cái 16 hơi thở này, hai cái hơi thở đầu là thở vô dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Như vậy, hai cái bài tập đầu là chúng ta tập rõ biết hơi thở của mình là dài hay ngắn thôi. Mà khi biết một cái thì không dừng ở đó, bắt đầu từ cái sự rõ biết hơi thở này cũng có nghĩa là chị đang cảm nhận về hơi thở. Và qua liền, bắt đầu chị chuyển qua liền bài tập thứ ba. Cái hai cái phần đầu là chị chỉ tập rõ biết hơi thở chứ chị không có làm gì đối với nó hết á. Chúng ta nhớ ha. Mà qua cái bài tập thứ ba là cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vào vì ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì qua cái bài tập thứ ba là gì? Từ hai cái bài tập đầu là chúng ta đã cảm giác được hơi thở rồi đúng hay không? Cho nên là chúng ta đang cảm nhận về hơi thở trong mình phải không? Các bạn chú ý điểm này ha. Là hai bài tập đầu là chúng ta cảm nhận hơi thở của mình. Và sau đó đến cái bài tập thứ ba thì từ cái sự cảm nhận hơi thở này chúng ta cho lan tỏa cái sự cảm nhận cả toàn thân. Chị hiểu không? Từ cái sự cảm nhận hơi thở ở hai bài tập trước, chị sẽ cho lan tỏa ra cảm giác cả toàn thân. Và khi này chị trú ở trong cái cảm giác của toàn thân chứ chị không trú trong cảm giác của hơi thở nữa. Chị không trú nhỏ hẹp trong cái cảm giác của hơi thở nữa. Mà khi chị chú nhỏ hẹp trong cảm giác của hơi thở thì do chị không có quen cho nên nó làm cho hơi thở của chị nó bất ổn, nó làm cho chị mệt. Cho nên là chị không chú ở đây quá lâu mà chị chỉ xem rõ biết và cảm nhận được hơi thở thôi. Và sau đó bắt đầu chị bung ra, chị cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Đó được gọi là cảm giác toàn thân. Chị hiểu ha? Và khi chị chú như vậy thì cái tâm của chị rộng, cái sự chú ý của chị nó cũng rộng, nó không phải nhỏ hẹp một chút xíu nữa. Và nhờ cái sự an trú như vậy mà trạng thái định của chị vững vàng, vững chãi chứ không có bị cục mịch gò bó vào trong cái hơi thở nữa. Chị hiểu rồi ha? Để các bạn cũng hiểu chỗ này không? Rất là tốt. Rồi, chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Cho con hỏi là cuộc sống vô ngã đó chính là con đường cuối cùng của việc tu hay là nó chỉ là một bước đường để mình đi tới cái niềm tu nhân học Phật? Và cho hỏi là trong cuộc sống cơm áo gạo tiền trong cuộc sống này á thì mình phải sống làm sao và để có một cuộc sống vô ngã và lại hoàn nhập với cuộc sống mà không có đi xa quá cái xã hội. Câu hỏi thứ hai là cho hỏi là thân mình là thân tứ đại thì có sự kết hợp giữa đất nước gió và lửa thì khi mà mình tu hành hay là mình sống trong cuộc sống hay là mình tu vào pháp môn như là thiền hay là tụng kinh hay là tiền độ thì khi mà đất nước nó và lửa nó không hòa hợp á thì nó sẽ làm cho mình không có được tinh tấn, thì mình phải làm sao để mình những cái lúc mà mình đất nước nó lửa đó không hòa hợp thì mình làm sao để mình hòa hợp những cái thứ đó thì mình tinh tấn để mình tu học. Cái câu hỏi của em là có cái thân tứ đại thì khi mà cái thân tứ đại này mà nó hòa hợp thì mình dễ tu tập phải không? Nếu nó không hòa hợp thì mình khó tu tập, vậy mình làm sao phải không? Rất là tốt. Bây giờ đi vào trong cái câu hỏi thứ nhất của em trước đi. Tất nhiên là em hỏi là con người mình là vô ngã và có phải cái ý của em là em nói là cái vô ngã này, cái khái niệm vô ngã này là cái bước đầu để cho mình tu học hay là nó là cái điểm cuối của sự tu học đúng hay không? Câu hỏi rất là hay, hỏi rất là hay. Cái sự vô ngã mà chúng ta thường hay nói đến đó dựa trên cái gì mà chúng ta nói là vô ngã? Dựa trên cái gì mà có ngã và dựa trên cái gì là vô ngã?
Điều đó chúng ta phải biết. Còn bằng không khái niệm vô ngã đó, chúng ta sẽ chỉ nói trên cái khẩu hành thôi, chỉ nói trên cái cửa miệng thôi. Thì chúng ta phải biết dựa trên cái gì mà được gọi là vô ngã, và dựa trên cái gì được gọi là có ngã, phải hay không? Vậy cái tự ngã của chúng ta thành lập, cái bản ngã, cái tôi, cái ta của chúng ta thành lập dựa trên cái gì? Dựa trên cái gì mà chúng ta xưng là ta, xưng là tôi? Thấy là tôi hay, thấy là tôi giỏi, tôi có chức, tôi có quyền, tôi là người cai quản ở đây à nha. Dựa trên cái gì? Dựa trên cái sắc này nè, phải không? Dựa trên cái sắc này mà bản ngã nó hình thành, phải không? Và dựa trên cái gì nữa? Dựa trên những cái cảm giác này mà bản ngã nó hình thành. Dựa trên cái tưởng này mà bản ngã nó hình thành. Dựa trên những cái suy nghĩ này mà bản ngã nó hình thành. Dựa trên cái sự hay biết, hay biết rõ, biết cái này cái kia, bản ngã nó hình thành. Như vậy cái bản ngã hay cái ngã nó hình thành dựa trên cái ngũ uẩn. Chỉ khi nào bạn thấu hiểu được ngũ uẩn, bạn thành tựu trí về ngũ uẩn, và bạn tẩy sạch hết tất cả những sự lôi cuốn dính mắc chấp thủ vô minh đối với ngũ uẩn, khi đó bạn mới đạt đến vô ngã. Cho đến khi nào bạn chưa thấy được ngũ uẩn thì cái bản ngã của bạn nó vẫn còn thành lập, nó vẫn còn ngấm ngầm hoạt động và thúc đẩy bạn dưới hình thức thô hoặc là hình thực tế. Cho nên cái được gọi là vô ngã đó, chúng ta tu học cái vô ngã đó, chúng ta thường hay nói về cái vô ngã đó mà chúng ta không có nhìn thấy được, không có quán chiếu về cái tự thân này, vì sao nó hình thành, vì sao nó có mặt, không quán chiếu, không nhìn thấy được những cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng trong nội tâm, những sự hay biết của nội tâm, thì cho đến khi đó chúng ta vẫn không nhìn thấy được cái ngã của mình nữa, chứ đừng có nói gì về vô ngã. À, các bạn hiểu ha? Và cho đến khi nào các bạn nhìn thấy được cái ngũ uẩn của mình, các bạn mới nhìn thấy được cái ngã nó thành lập như thế nào. Rồi các bạn còn phải một quá trình dài tu tập, các bạn đi đến cái chỗ chứng đạt A-la-hán thì các bạn mới được gọi là vị đã chứng ngộ và chứng đạt vô ngã. Khi bạn chứng được dự lưu, bạn vẫn còn có ngã. Bạn chứng được nhất lai, bạn chứng được bất lai, bạn vẫn còn có mạng trong đó. Khi nào bạn chứng được A-la-hán quả thì khi đó bạn mới thực sự là người vô ngã. Còn nếu các bạn chưa đạt đến được những cái mức độ đó thì các bạn làm cái gì, bản ngã của các bạn sanh khởi ở chỗ đó. Nếu bạn làm lớp trưởng, bạn sẽ có bản ngã của một người lớp trưởng. Nếu bạn làm một người quản lý ở trong một hội chúng nào đó, bạn sẽ có bản ngã của một người quản lý. Nếu bạn là một giáo sư, bạn sẽ có bản ngã của một giáo sư. Bạn là một đứa con trong gia đình, bạn sẽ có bản ngã của một đứa con. Bạn là một người cha, người mẹ, bạn sẽ có bản ngã của một người cha, người mẹ. Bạn làm bất kỳ cái gì, bạn sẽ có bản ngã thành lập ngay chỗ đó. Chỉ cho đến khi nào bạn thấy được cái ngũ uẩn này, bạn tu tập, bạn từ từ, bạn nhiếp phục, bạn tẩy sạch những tham mái, dính mắc, si mê, vô minh, ngã mạn ở trong đó, thì bạn mới đi đến được cái chỗ vô ngã. Vì vậy trong cái sự tu tập này, một điều chúng ta thường hay nghe cái gì? Bạn cũng nghe, thường nghe nói phía bên ngoài rồi. Có nhiều vị họ nói những câu gì? Tu càng cao, bản ngã càng cao. Hoặc là tu càng lâu, bản ngã càng cao. Là như vậy đó. Bạn tu cao bao nhiêu, bạn tu cao, bạn tu lâu bao nhiêu cũng như vậy. Mà trong sự tu tập này bạn không có nhìn thấy được nội tâm của mình. Bạn không có bước vào căn nhà nội tâm của bạn một cách thật sự. Bạn không có nhìn thấy được những pháp gì đang hình thành cái bản ngã đó. Thì do không nhìn thấy như vậy, cho nên bạn thành tựu cái gì trong cuộc đời này? Bạn thành tựu 1 năm tu tập, 2 năm tu tập, 3 năm tu tập, 4 năm tu tập, 10 năm tu tập. Bạn thành tựu địa vị này, địa vị kia, thì bản ngã của bạn sẽ đi theo đó mà tăng trưởng.
Cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta nghe có những câu nói rằng tu càng cao thì bản ngã càng cao, hay tu càng lâu thì bản ngã càng cao như vậy đó. Vậy bạn hiểu vấn đề này rồi ha? Như vậy đó là trong vấn đề về vô ngã. Tại vì sao? Cái thành lập cái bản ngã là cái ngũ uẩn. Bây giờ bạn muốn giảm cái bản ngã thì bạn phải thấy cái ngũ uẩn thì bạn mới giảm cái bản ngã thôi. Còn ngoài ra những cái khác, ví dụ như bạn có thể quán, ồ thôi mình quán, mình làm cái này cũng là vô thường, cũng là trống rỗng. Mình làm đây là giấc mộng, thôi mình làm vì nhân viên, mình làm vì mọi người. Bạn có thể quán điều đó, đúng hay không? Để cho cái bản ngã của bạn nó giảm thiểu. Nhưng thưa bạn, bạn quán là một chuyện, nhưng khi đụng chuyện đó, bản ngã của bạn nó cũng sẽ trồi lên như thường. Tại vì sao? Là cái sự quán chiếu này của bạn nó không nằm trong cái gốc của cái sự thấy biết về bản ngã. Cho nên cách quán này của bạn chỉ là một cách vũ khí tâm thức của bạn, dẫn tâm thức của bạn đi vào trong cái chỗ nhẹ nhẹ, im im, xả bỏ một chút đỉnh như vậy thôi. Nhưng bản ngã của bạn nó vẫn được gọi là gì? Mạng tùy miên. Mạng tùy miên có nghĩa là gì? Là cái chấp tô nó ngấm ngầm, nó vi tế, nó thâm sâu, nó ăn sâu gốc rễ vào trong nội tâm của bạn. Cho nên là bạn muốn giảm cái bản ngã mà bạn không nhìn thấy ngũ uẩn thì bạn vẫn có thể quán một chút đỉnh độ mình làm. Đây cũng chỉ là làm trong mộng, đi trong mộng, làm vì tha nhân, làm vì mọi người. Bạn có thể quán điều đó. Nhưng gặp chuyện thì bạn vẫn sẽ khởi lên phiền não đối với cái bản ngã của bạn như thường. Vậy bạn hiểu rồi ha? Muốn giảm thiểu bản ngã chỉ có cách phải nhìn thấy được cái cấu tạo nên cái bản ngã đó, bạn mới có thể giảm thiểu bản ngã. Vậy là bạn rõ câu hỏi này rồi ha? Và câu hỏi thứ ba hồi nãy của bạn là bạn hỏi rằng là cái thân tứ đại này khi nó hòa hợp thì dễ tu tập, mà khi nó không hòa hợp thì khó tu tập, phải không? Thì chúng ta phải làm sao đây? Khi tứ đại nó không hòa hợp, tất nhiên là khi cơ thể mệt mỏi, bệnh hoạn diễn ra, phải không? Thì khi cơ thể mệt thì chúng ta phải làm cái gì? Nếu bạn nào mà đã nghe rồi cái bài tiến trình tu chứng của Bồ Tát mà Tính Tồn chia sẻ, các bạn nào nghe rồi chưa? Có nghe rồi, rất là tốt. Trong đó Tính Tồn có chia sẻ với các bạn sao? Chúng ta khi tứ đại nó không hòa hợp, cơ thể mệt hay bệnh gì đó, thì chúng ta phải có một sự quán chiếu. Nếu chúng ta mệt bệnh mà chúng ta vẫn muốn làm một công việc đó, hoặc là muốn vực dậy cái cơ thể của mình, kêu nó phải làm cái này cái kia, thì chỉ có cách là chúng ta phải quán cái thân này không phải là của mình. Cái cảm giác đang mệt mỏi, đang trì trệ, đang bệnh hoạn này không phải là mình. Và khi các bạn quán như vậy thì các bạn đã tách tâm ra khỏi thân. Và khi các bạn tách tâm ra khỏi thân thì cái thân bệnh, cái thân tứ đại không hòa hợp của chúng ta, nó không chịu cái sức đè của một cái tâm mê nữa, mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và sau đó bạn có thể, khi với cảm giác nhẹ nhàng hơn thì bạn có thể bắt cái tứ đại nó làm chút xíu một số việc theo ý bạn muốn, nhưng mà cũng vừa phải thôi nha. Tại vì sao? Tứ đại này, đây là một cái thân do duyên sanh, vô thường và hoại diệt. Chúng ta chỉ có thể làm chủ được nó trong một thời gian, trong một giây lúc nào đó thôi. Nhưng mà khi nó không muốn làm việc được nữa rồi thì cũng có thể ép nó một chút đỉnh, nhưng mà ép quá thì coi chừng nó buông. Thành ra là cũng một chút vừa phải thôi. Nhưng mà trong sự tu tập này thì chúng ta có thể sử dụng phép quán là thân bệnh mà tâm không bệnh, để sau đó chúng ta trước cái trạng thái tâm của mình ra khỏi những cái cảm giác bệnh hoạn mệt mỏi của thân, để có thể đi làm những cái điều mà chúng ta mong muốn, dưới điều kiện là cái thân này nó vẫn còn chút xíu khả năng hoạt động. Còn nếu không nữa thì phải chấp nhận thôi. Vì sao? Tứ đại này là duyên sanh, mà mình không thật sự là chủ quyền hoàn toàn
đối với nó. À, bạn hiểu ha. Rồi, có câu hỏi gì nữa không? Khi mà con thấy một cái ý nghĩ gì đó sai thành là con biết điều đó là sai, nhưng mà sao nhiều lúc con vẫn làm. Rồi nhiều lúc con thấy những cái điều như là mình phải tu tập như thế nào, như cô chỉ dẫn như vậy đó, là con biết nó có lợi cho mình, tốt cho mình, nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, rồi cái tự nhiên cái con thấy giống như là con biết sao, chắc là con biết dùng cái từ gì để diễn tả đó, mà con được một thời gian đầu thôi, là tự nhiên nhiều lúc con thấy là nhiều lúc mình biết như vậy đó tốt đúng với mình, tại sao mình không làm được? Dạ, con mong cô chỉ cho con cách tu tập, tại vì con không có biết quán. Tất nhiên là có phải cái câu hỏi của bạn rằng là có những điều bạn thấy là sai nhưng mà bạn vẫn cứ làm, đúng vậy không? Rồi có những điều bạn thấy là tốt nhưng mà bạn làm thời gian rồi các bạn cũng buông, phải không? Cái này chúng ta có thường không? Thường lắm phải không? Đúng rồi. Có những điều mình thấy là sai nhưng mà không hiểu sao mình vẫn cứ làm. Không hiểu sao là vì sao hết? Là vì sao? Vì vô minh, vì mê, vì tâm mê, vì dục, vì thói quen, vì tập khí. Cho nên là mình biết cái điều đó là sai, nhưng mà trong mình nó cứ lầm lũi thực hiện cái điều đó. Phải không bạn? Đúng hay không? Biết là sai mà vẫn lầm lũi thực hiện là vì mê, vì cái tâm vô minh nó dày quá, vẫn có một cái cảm giác điều đó là cái điều không đúng lắm mà vẫn cứ âm thầm thực hiện. Thì cái thực hiện đó được gọi là thực hiện trong vô minh, thực hiện trong tâm mê, thực hiện trong tập khí, thực hiện trong thói quen, chứ không phải là thực hiện trong trí tuệ. Thành ra những khi như vậy là bạn phải dừng lại bạn liền. Bạn dừng lại liền trong giây phút đó. Bạn xem lại mình đang cái gì đang diễn ra. Tại sao vậy? Tại sao mình biết sai rồi mà mình cứ làm hoài vậy? Chúng ta phải dừng lại. Chúng ta phải dừng lại. Dừng lại dừng thực sự nha. Nếu bạn đang làm một hành động đó, bạn phải dừng lại đứng yên lại, hoặc bạn ngồi yên trở lại, bạn xem là bạn. Bạn đặt câu hỏi. Câu hỏi bạn đặt ra chính là cái gì? Chính là cái tiếng chuông nó đánh vào trong nội tâm của chúng ta, nó phá đi cái màn vô minh trong đầu của chúng ta. Chúng ta hỏi cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy? Đó là một tiếng chuông vong 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 đánh vào trong tâm thức của chúng ta để đẩy đi cái trạng thái vô minh. Bạn hỏi tại sao vậy? Và khi đó bạn hỏi, bạn phải hỏi với cái gì? Bạn phải hỏi với cảm thọ của bạn. Bạn phải hỏi cái cảm giác ở trong bạn. Tại sao mày thọ? Tại sao mày biết cái này là không đúng mà mày vẫn cứ làm vậy? Tại sao mày mê, mày ngu, mày si đến cái độ như vậy? Dừng lại đi. Các bạn phải dừng lại và các bạn phải đối thoại. Các bạn phải đối thoại với lại cái cảm giác vô minh đó, cái cảm giác si mê đó. Các bạn phải đập vỡ, phải làm cho nó tỉnh ra. Nếu mà các bạn đã biết là việc đó là sai mà các bạn vẫn cứ làm, mà các bạn không dừng lại đối diện và đối thoại với nó, các bạn sẽ không rứt bạn ra khỏi được cái sự thúc đẩy âm thầm của nó. Vậy bạn hiểu pháp này rồi hen? Biết rồi hen? Và có những việc làm tốt, những cái pháp tốt, làm thời gian rồi thì cũng bỏ phải không? Cũng dừng lại phải không? Thì vì sao? Là vì cái pháp thiện, cái pháp tốt đó không được chúng ta tìm hiểu cẩn thận, không được chúng ta học hỏi cẩn thận, không được chúng ta quan sát cẩn thận cho đến nơi đến chốn. Vì pháp học chúng ta, sự học hiểu, sự hiểu biết của chúng ta trong vấn đề đó không sâu sắc, không cẩn thận, không kỹ lưỡng, không chu đáo, không đầy đủ chi tiết, nên thực hiện một thời gian là chúng ta rơi rớt trở lại là như vậy đó. Các bạn hiểu chỗ này hay không? Nếu đó là thật sự một pháp tốt nha, mình nói đây thật sự là một pháp tốt nha, còn cái pháp mà không tốt thì đây là mình không phải nói vấn đề đó nha. Rồi vậy bạn hiểu vì sao rồi ha. Chúng ta có gì thắc mắc nữa?
Xin chào cô và các bạn. Con có một nữa là tại vì ngày nay thì sách kinh Phật đồ rất là nhiều trên hệ thống mạng, trong tài liệu sách vở rất là tràn lan, thì để nghe một người nào đó hay là đọc một cuốn sách nào đó thì mình biết là cái đó là đúng với chánh pháp, đúng với lời Đức Phật dạy, thì theo con được biết thì mình phải dựa vào tam pháp ấm hay là tứ pháp ấm, đúng với giới định tuệ hay là khổ không vô thường vô ngã. Thì nếu mà so với cái khổ không vô thường vô ngã thì như thấy cô có giải về vô ngã thì chúng ta chưa thấy được cái ngã, thì làm sao chúng ta để so sánh được những cái mà những cái sách, những tài liệu hay là những người đã nói cho mình đó đúng về cái vô ngã? Cảm ơn em, cái thắc mắc của em cũng là cái rất là đau đầu trong cái đau đầu trong cái thời đại mà được gọi là Phật pháp thịnh hành phát triển như ngày hôm nay. Đó là một câu hỏi rất là đau đầu. Thì thật ra thì ngày nay chúng ta thấy là trong con mắt của bình thường chúng ta thấy là đạo Phật phát triển dữ lắm. Nhưng mà thật sự mà để tìm hiểu đúng và chân chánh về đạo Phật là hoàn toàn không có dễ, hoàn toàn không có phải dễ một chút nào hết. Cho nên là để mà tìm hiểu, để nghe được những lời dạy chân chánh mà chúng ta dựa trên ba khái niệm á, tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã thì cũng mệt lắm mà nha. Mệt lắm. Tại vì sao? Cái giảng, cái nói ngôn ngữ về vô thường, khổ, vô ngã đầy hết. Điều đó nói rất là nhiều. Nhưng thường cái vô thường, khổ, vô ngã đó được nói về cái thân tứ đại này thôi, phải không? Chứ không được chỉ rõ, chỉ cặn kẽ, chỉ sâu sắc vào trong cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Và đôi khi một số những cái sự nói về thọ, tưởng, hành, thức này vẫn không sâu sắc, chỉ nói phớt qua, nói nhẹ qua thôi. Cho nên là cái khái niệm ngày nay chúng ta nghe về tâm pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta nghe nhiều. Và hầu như là sự giảng giải nào cũng có đề cập đến những vấn đề này. Nhưng mà rất là khó nói. Như vừa rồi, hồi nãy chúng ta đã hiểu về khái niệm về vô ngã là chúng ta đã thấy thật sự là khó như thế nào. Bây giờ nói về khái niệm vô thường, chúng ta phải biết được cái gì là vô thường. Dựa trên cái gì mà chúng ta nói là vô thường? Dựa trên pháp nào mà vô thường thành lập? Nếu mà chúng ta chỉ nói vô thường về cái thân này không, cái đó là mình gọi là thường lắm, nhiều lắm. Nhưng mà thực ra để thật sự hiểu về những cái vô thường, biết chính xác những cái vô thường và dựa trên cái gì mà cái danh từ vô thường đó xuất hiện có mặt, thì điều đó mới thật sự là khó. Cái gì khổ? Thật sự ra thì là cái gì khổ? Cái gì tạo nên khổ? Cái gì đưa đến cái tính chất của khổ? Điều đó, sự thực hiểu những pháp đó mới là một vấn đề khó tìm trong những bài pháp ngày hôm nay. Còn chỉ nói đơn giản là cuộc sống này là vô thường, khổ, vô ngã, hay là nói chung chung rằng thân tâm này là vô thường, khổ, vô ngã, con người này là vô thường, khổ, vô ngã, nói như vậy là chung chung lắm, vẫn chưa thể gọi là người đã bước vào trong căn nhà nội tâm mà thấy được cái thực sự là vô thường, là khổ, là vô ngã là cái gì. Thành ra nếu bạn dựa trên tam pháp ấn này để bạn xác chứng một bài giảng là đúng, là chính xác, là chân chánh, thì thưa bạn, bạn phải cẩn thận. Và để thật sự mà dựa trên những lời dạy của Đức Phật, để tìm hiểu về những lời dạy chân chánh của Đức Phật, tam pháp ấn ở đây chính là bạn phải hiểu biết về giới, định và tuệ trong đạo Phật là cái gì. Đó mới thật sự là tam pháp ấn. Bạn phải biết được giới hạnh trong đạo Phật là gì, để bạn không chấp thủ giới hạnh,
Đôi khi chúng ta lại giữ giới, nhưng sự giới hạnh này của chúng ta lại rớt vào trong cái giới cấm thủ, chứ không phải là giới hạnh. Khi bạn chấp trước một cái giới nào đó trong sự tu tập của bạn thì bạn trở thành một người chấp giới, được gọi là giới cấm thủ, người chấp thủ giới hạnh, chứ không phải là bạn một người giữ giới hạnh chân chánh theo lời Phật dạy. Thành ra sự hiểu biết về giới tịnh tuệ là hết sức quan trọng. Bạn phải biết được thiền định chân chánh trong đạo Phật là cái gì. Bạn phải biết được trí tuệ chân chánh trong đạo Phật là cái gì. Bạn phải đọc được những bài kinh chính thức nói về giới định tuệ trong đạo Phật. Và bạn phải xem đó là kim chỉ nam trong cuộc sống tu tập Phật Pháp của bạn. Thì đó mới được gọi là tam pháp ấn. Rồi, câu hỏi cuối nè. Bên này còn giơ tay à. Là không biết là con có thể sử dụng hai cuốn sách mà cô tặng cho con á, trong áp dụng dòng điện tư tâm nó ổn như thế nào ạ? Rất là tốt, cho tính toàn mượn một tập sách đi. Câu hỏi này rất là lý thú, các bạn sẽ có nhiều lợi ích trong câu hỏi vừa rồi. Thứ nhất là đối với cái quyển Cửa vào bất tử, cái quyển này là một cái sự cống hiến đến cho các bạn, một cái sự tu tập nhẹ nhàng và dễ dàng khi đến với lại tinh thần tu học Phật Pháp của mình. Tại vì trong cái quyển Cửa vào bất tử thì cái phần đầu chính là những cái bài quán, và những cái bài quán này đã được tính toán làm cho nó trở thành những cái lối văn bằng mà rất là dễ hiểu. Các bạn có thể đọc những cái bài quán ở trong cái tập sách này. Bài đầu ở trong cái tập sách này là bài đảnh lễ Đức Phật. Và với cái bài đảnh lễ Đức Phật này, các bạn sẽ có một sự đảnh lễ chân chánh đối với Đức Phật, đối với người mà chúng ta đang ngưỡng mộ, đang kính ngưỡng. Thì bài đảnh lễ Đức Phật sẽ giúp cho các bạn có một sự đảnh lễ đúng pháp và chân chánh khi các bạn đảnh lễ Đức Phật. Tiếp theo ở trong cái bài này chính là cái bài Cửa vào bất tử. Thì trong cái bài này, các bạn tiếp xúc trong bài này, các bạn sẽ được nghe, được hiểu những định nghĩa cụ thể và rõ ràng về ngũ uẩn. Đó là bài Cửa vào bất tử, và bài này rất là quan trọng để các bạn tìm hiểu về ngũ uẩn. Và tiếp theo sau đó là những cái bài Cửa vào bất tử. Thì trong cái quyển này là nằm ở bài thứ 15 lần. Bài thứ 15, hiện tại thì tính toàn đang sắp sửa, đang chuẩn bị cho tái bản tập sách này. Tập sách này thì đợt này là chúng ta in tất cả là 10.000 quyển, và tấm tắc của quyển cũng 10.000 quyển. 6.000 quyển đã được cúng dường trong hội thảo Đông Nam Á về Phật giáo và văn hóa thế giới. Và sau đó những cái phần quyển còn lại được cúng dường ở các cái trường Phật học trung cấp và đại học Phật giáo, còn lại một số tặng cho một số nơi, một số nhà sách. Tập sách này thì hiện tại tính toàn vừa mới điều chỉnh lại tập sách này một chút xíu, không có gì nhiều, nhưng điều chỉnh ở đây là cho vào trong cái tập sách này kiểm tra một số lỗi chính tả, một số dấu chấm phẩy trong tập sách này, và đưa vào trong đây một hình của Phật trong cái bài đảnh lễ Đức Phật và một vài hình hoa sen. Cho nên cái phiên bản tái bản tiếp theo của chúng ta thì cái tập sách này nó sẽ hoàn thiện hơn. Và trong cái phiên bản tái bản này thì cái bài Cửa vào bất tử sẽ nằm vào trong bài thứ 2. Còn trong cái tập sách hiện tại thì cái bài này nằm ở trong bài thứ 15. Và sau đó các bạn sẽ có những cái bài quán, và với những cái bài quán này sẽ giúp cho tâm các bạn nhả ra từ từ những lòng dục, lòng ái trong cuộc sống. Và phần sau nữa là các bạn sẽ có bài tu tập về tứ vô lượng tâm, cách tu tập từ vô lượng tâm, hỷ bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Có phải chung của chúng ta không? Không phải, phải không? Thì cái phần sau là chúng ta sẽ có bài quán về tứ vô lượng tâm, và các bạn rất nên
thực tập bài tập này. Với cái bài quán tứ vô lượng tâm này, các bạn sẽ trải tâm rộng mở và sẽ có nhiều thiện pháp phát sanh. Và phần sau nữa là Tính Toàn giới thiệu với các bạn một số bài kinh quan trọng trong tập sách này. Cho nên tập sách này sẽ giúp cho các bạn khá nhiều, có những bài kinh căn bản về Nikaya quan trọng trong sự tu học mà các bạn cần nên biết đến. Tập sách thứ hai là tập sách về tóm tắt ngũ uẩn. Trong phần tập sách này thì Tinh Toàn đã tóm tắt tổng lược về ngũ uẩn cho các bạn tìm hiểu. Nhưng mà nếu các bạn muốn tìm hiểu cẩn thận và tu tập hay biết rõ về ngũ uẩn thì các bạn cần phải lên mạng nghe kỹ những cái bài giảng giải về ngũ uẩn thì của Tính Toàn thì các bạn mới có thể hiểu rõ về ngũ uẩn được. Còn nếu các bạn chỉ đơn thuần đọc tập sách này không thì các bạn vẫn không có thể nào hiểu nổi ngũ uẩn, mà các bạn cần phải nghe những bài giảng về ngũ uẩn 1, ngũ uẩn 2 mà Tính Toàn đã chia sẻ và để trên mạng để các bạn có thể tìm hiểu kỹ về ngũ uẩn. Và phần sau cái bài kinh này là sẽ cống hiến cho các bạn những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn để các bạn có những cái tư liệu trong cái sự tu tập chính xác về ngũ uẩn. Và các bạn nên nhớ là cần phải nghe thêm những bài giảng nữa thì các bạn mới có thể nắm hiểu về ngũ uẩn được. À, các bạn nhớ ha. Như vậy hai tập sách này sẽ cống hiến cho các bạn rất nhiều trong sự tu tập quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã. Và trong đây cũng có những cái bài kinh nói về giới định tuệ trong đạo Phật. Các bạn sẽ có được những căn bản hết sức quan trọng trong sự tu học Phật pháp của mình. Rồi như vậy là Hà đã hiểu được trong vấn đề này rồi ha. Và trong cái bài quán này có một bài quán được gọi là hiện tại lạc trú. Và với cái bài quán này mình có thể thực tập và để cho sanh khởi hỷ lạc, và hỷ lạc của bài hiện tại lạc trú chính là hỷ lạc của sơ thiền, hỷ lạc của ly dục. Các bạn có thể thực tập hỷ lạc của sơ thiền, hỷ lạc của ly dục trong bài hiện tại lạc trú. Và rồi các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Hết rồi phải không? Vậy chúng ta dừng ở đây ha. À, lời kết thì Tính Toàn xin kính chúc tất cả các bạn sau buổi chia sẻ hôm nay của Tính Toàn, các bạn gặt hái được nhiều những cái lợi ích cho bản thân mình trong cái sự hiểu biết về đạo Phật và trong cái sự cách thức tu tập của bản thân mình khi đến với đạo Phật. Tính Toàn xin chúc các bạn được thân tâm thường an lạc và gặt hái được những mục đích chân chánh khi các bạn đến với đạo Phật.